mọi người đã thấy đấy, thì bánh cuốn là một trong những món ăn rất là ngon và dễ ăn, mọi người rất là yêu thích đúng không nào? Trong bánh cuốn thì có nhân thịt này, hoặc có thể có nhân chay, và rất là tuyệt vời hơn là có nhiều hành khô kèm chả. Một sản phẩm mà Thảo rất là yêu thích, món ăn Thảo rất là yêu thích. Hôm nay thì Thảo sẽ mời mọi người đến với quán ăn của anh Hiệp Gà. Đây là anh Hiệp Gà. Và quán này thì mình đang ăn là mình đang ngồi ở Hà Nam, đó ở ngay ngã tư của Hà Nam, quán Hiệp Gà nha mọi người nhé. Bánh cuốn quán này thì mình lần nào đi qua thành phố này, thành phố Hà Nam này, thì mình đều phải thưởng thức cái món này, bởi vì nó rất là ngon và cái nước chấm của nó mình có thể nghĩ là nó khá là vừa miệng. Mời à. Nhìn thì có vẻ rất là đơn giản, thế nhưng nước chấm nó khác hoàn toàn với chỗ khác. Và đây là một địa điểm cho những anh chị em ở nhà ăn món đi trên đường muốn nghỉ, bánh cuốn ở trong các trạm dừng chân Hà Nam, để thưởng thức món bánh cuốn của anh Hiệp Gà nhé.